Giờ ông đi khám mắt đi. Nếu mà mổ mắt được thì tôi ráng tôi mổ mắt cho ông. Sáng thì tôi được nhờ. Còn nếu mà có lỡ đuôi đó thì tôi làm cho ông đôi mắt suốt cuộc đời luôn. Không bao giờ tôi để cho ông đi. Tôi khẳng định vậy mà. Mười mấy năm rồi, mắt mờ lại rồi. Ông còn nói sao ra? Mới mổ được con thôi. Mai là ông mở mắt ra ông ơi. Bà ơi, mắt tôi sáng rồi. Đó rồi không có tiền nữa. Lúc đó có 10 triệu không có tiền nữa, cô phụ trợm làm sao được ông. Con nói ông mượn tiền đi rồi ông bổ cô mắt nữa đi rồi tôi làm, tôi ráng tôi trả nợ. Mượn người ta thì trả nợ trả công, đến khi cô cũng phải bán nhà cô mới trả được. Bán nhà luôn? Cũng phải bán nhà. Để mổ mắt cho ông? Lại mổ mắt cho ông lần nữa đó. Rồi mắt ông sáng lên. Dạ. Yeah. Một người phụ nữ chịu đựng đó. Đi sinh quá nhiều. Biết chắc là khổ, biết chắc rằng mọi thứ nó không tốt thuận lợi với mình nhưng vẫn chấp nhận. Vẫn chấp nhận. Mở mắt rồi tôi mới ra Hà Nội, anh em tôi mừng lắm. Thế là cô nói vậy nè, thôi ông ơi ông, làm gì làm. Cuộc sống không ai cho ai cái gì, chỉ bính bản thân mình cho mình thôi. Thì mình ráng đi, cố gắng đi. Cơ con biết không, cô lúc đó nè, chồng già lại còn mù, con còn nhỏ, cơm không có, gạo không, cái gì cũng không. Mà đến giờ này cô vui rồi. Thứ nhất là cô có cái hạnh phúc là chồng, con được ăn, được học đến nơi, chồng có chồng bên cạnh. Đấy là cô là có hạnh phúc nhất. Nể phục cô thật á. Thật ra là con không thể nào con hình dung ra được cái cuộc sống của cô, cũng như là cái nghị lực để mà cô vượt qua cái giai đoạn đó. Đúng như cô nói đó, là chồng thì già mà không phải là già bình thường. 80 tuổi là mới có thêm một bạn Úc. Thì con hỏi chú, 80 tuổi là sức khỏe nó cũng đã rất là xuống cấp rồi. Dạ con xin chào ông ạ. Dạ. Dạ chào bà. Từ anh Tân Bắc tôi làm ông, tôi làm em mọi người. Răng em chưa có. À răng em chưa có. Răng em chưa có mọc. Ông nói là đừng kêu bằng ông, kêu bằng anh thôi. Răng em chưa có mọc. Ông dễ thương quá nhờ. Ông 96 tuổi rồi đó hả? 96 tuổi rồi. Dạ. Vậy là bà là 60. Tức là thua ông tới... Ba con giáp, 36 tuổi. 36 tuổi là ba con giáp. Nhưng mà ông hay quá không? Không có hay, tôi giỏi chứ không có. Ngày xưa ông làm công việc gì ông? Hồi trước thì em làm thợ điện. Nhưng thời thấy nó bó buộc quá thôi, em lại đi ra bán các thứ sữa đậu lành, rồi ra xe rau má, rồi bánh kem, rồi bánh gỏi. Bây giờ thì ở nhà chăn nuôi. Dạ, chăn nuôi nữa. Chứ, dòng cao su nữa. Trồng cao su nữa hả? Vâng, nên bà này dòng gần 10 năm cao su. Đi về không có một nước mà uống nữa. Tôi có nhà Sài Gòn, bà này bà nói thôi, ông phải cho tôi về Sài Gòn, cho con nó đi học. Ở mấy bà này được hai đứa, hiện ngày nay con nó học cũng được. Một đứa đại học rồi. Trời, chúc mừng ông. Một đứa mới có học lớp 12. 12 thôi. Thôi được rồi, được rồi. Con ông là một đứa đó, học đại học. Vâng, ở mấy bạn này. Trời, là một đứa học 12 luôn. Vâng. Ủa giờ là... Vậy là ông có con trễ quá. Ủa ông 96, con ông lớp 12 là... Năm nay 19 tuổi. Là... Con ông 19 tuổi hả? Tôi tới 12 đứa con cơ. Còn hai ba dặm. Con lớn nhất của ông là bao nhiêu? Bảy mấy tuổi. Bảy mấy tuổi. Con lớn nhất của ông là bảy mấy tuổi. Con nhỏ nhất là hiện nay là 19 tuổi. Ừ, 19 tuổi. Ông thiệt là sư phụ. Cực khổ nuôi con, nuôi vợ nuôi con. Mà lại nói cuối cùng mang đứa vợ nhiều mà vợ chết mới lấy vợ khác. Không phải là chồng đôi vợ ba như mọi người. Ví dụ bà này không xấu số chết rồi hay là sang ngang thì tôi lại kiếm người khác nuôi con. À, tức là tổng cộng ông có mấy bà?
Hiện nay thì có bốn bà, nhưng mà dơ dớt còn không kể bao nhiêu. Dơ dớt là không kể bao nhiêu nha. Thôi bây giờ mình tập trung vô bà này đi. Quá thì tôi không biết, tôi nghèo chỗ đó. Mà tới ngày nay tôi vẫn còn nghèo đến tới giờ này, nghèo quá. Tại vì á, là vì ông nhiều nhiều bà, nhiều con, thành ra đúng là khó khăn về mặt kinh tế đâu mà. Nhiều bà, nhiều con, đúng rồi, rồi. Thì người ta làm, người ta ăn chứ tôi cũng chả phải nuôi. Mình trở lại cái câu chuyện rằng là ngày xưa ông và bà gặp nhau trong cái hoàn cảnh nào và yêu nhau như thế nào ạ? Dạ, con nói thì là nói vui mà nói đúng sự thật. Dạ. Là bà vô là năm 89, năm mà đến năm 93 bà có một lần chồng rồi, đi làm kinh tế rồi chẳng may bị mất. Thì một nách bà là nuôi ba đứa con, với đứa cháu là bốn, không nhà, không cửa, không anh em, không nương tựa thì bà tự bơi trải kiếm, chiều vô đi xin rửa chén. Cho đến cái năm 95 thì là vô tình là cũng thấy cái ông cảnh ông này thì cô thì cũng không biết. Nói thẳng là vậy, hay là cái duyên, cái nợ của mình nhiều đời nhiều kiếp rồi, chờ gặp lại. Thì cô thấy ông là gánh hai cái thùng cơm heo mà nặng nặng ơi là nặng luôn. Mà cái xương á, còng xương sống, cống xương sườn. Để nhằm cái bãi cô làm đó mấy năm luôn á, khỏi thăm ông quê hương anh em vậy đó. Rồi ông có nói vậy nè, tôi đi trước năm 45, 47 gì đó, mà chờ không về quê hương đất tổ, không biết cha mẹ anh em thế nào, tôi không biết. Rồi lắm lúc cô cũng nói, thế là ông mất gốc. Ông mất gốc cho nên đời ông cứ khi nào cũng khổ. Thì chờ ông nghe tôi đi, ông sẽ về quê một lần mà ông không có tiền tôi cho ông mượn. Đó là ông buồn, chờ tôi chả lẽ vậy mà tôi đi lấy tượng bà. Tôi không sao, tôi cho ông mượn chứ tôi có cho ông đâu mà lấy từ tiền tôi. Từ đó ông về đến năm 99. Thì cái duyên á, về với cô giờ cô làm sao đây? Cái lương tâm cô không bỏ được. Cái cảnh này thiệt không có ai giống cô đâu. Cô quen ông đem về mẹ, anh em bạn bè ai cũng chê hết luôn. Ai muốn sao lấy chồng già vậy? Rồi ra ông chết hay nghi khác rồi làm sao? Thế thôi, mẹ ơi, mẹ gả con rồi, con còn khó đã con rồi, thôi lần chồng cho con quyết định đi. Sướng thì con nhà, khổ con chịu. Lúc mà bà lấy ông á là năm đó bà mà bao nhiêu tuổi? Năm đó mới qua 37 tuổi chứ. 37. Như vậy là hiện nay là bà mà có con riêng. Đúng rồi. Mấy người con? Bà có ba người con riêng. Ba người con gái. Rồi hai người con với ông. Dạ đúng rồi, là năm. Có năm. Rồi bà làm gì để mưu sinh lo cho năm người con đó? Coi như hiện tại là ba người con gái của cô giờ này có gia đình, có công ăn việc làm hết. Quá giỏi. Cũng có nhà, có cửa hết. Còn trước khi ông về, cô về, cô ở với ông thì là có hai đứa. Thì giờ hiện tại cũng đang cái nhà của cô đang ở, là hai đứa cũng đang ở trong nhà đó. Đến năm 2001 là bắt đầu có bầu cái thằng cu đó. Thì đi về giàu tiếng, về trên làm ăn mất 7 năm trời mà không có một đồng nào vô hết, chỉ có ra không. Điều gì để cô thương ông đến mức như thế? Cô thương ông là biết sao? Thứ nhất là cái duyên, hai là cái nợ của cô là nhiều nhất. Kiếp trước cô chưa trả được nợ cho ông, thì giờ cô nghĩ là cô phải trả nợ cho hết. Thứ hai nữa, ông có tâm vợ với con với anh em, bạn bè, hàng xóm hết. Coi như ông này là ông tuyệt, trên tuyệt không. Từ nhỏ tới lớn không có gây lộn, đánh lộn với ai cả. Nói thì biết nghe, ai nói quá đừng bỏ thôi. Không. Cô có bao giờ gặp 10 người con trước đây của ông không ạ? Có, cô gặp được hết. Dạ. Cô gặp hết, cô lo hết. Hiện giờ các anh chị đó như thế nào? Nói chung là hồi xưa đó, thì ông có một cái nhà. Cô thì nói trước với ông là nếu mà ông ở với tôi là ông không được bán nhà ông. Còn ông mà bán nhà ông là tôi không bao giờ tôi ở với ông. Con nhà ông á, thì qua sao nói vậy, anh khổ hết, đứa nào cũng khổ luôn. Xúi ông không được thì anh xúi cô. Dì ơi dì, dì bố ba bán nhà đi cho con vốn con làm ăn. Chứ là cô nói nè, nếu mà các con muốn vậy nó sau này đừng trách dì nha. Dì nói ông này, ông về ông kêu giá, cái nhà của ông giá bán nhiêu đi, tôi lấy lại, chứ tôi không bao giờ tôi bán cho người khác. Chứ là ông bán được 600 triệu. Thì là ông bán 600 triệu thì cô bảo thôi ngưng, tôi bán nhà quận 12 của tôi đem về tôi chia cho ông, chia cho con nhà ông như tôi không cần biết. Còn nhiêu tôi lấy lại. Thì trong số đó là cái tiền thần của ông, cái tiền hai đứa nhỏ là cô không phải trả rồi. Còn cô chỉ trả cho cái con đó thì cô lấy lại, cô sang tên cô. Đó. Cô mua lại căn nhà đó. Cô mua lại căn nhà đó.
cái nhà này là mồ hôi nước mắt của ông đổ xương còng xương sống cống xương sườn đổ vô xây dựng mà giờ còn có 50 mét vuông. 7 căn nhà cơ đó, giờ này còn có 50 mét vuông, cho nên là cô biết thế là cô lấy lại. Khi nào ông nhắm mắt xuôi tay nằm trong cái nhà đó, quyền tôi muốn làm gì là. Mà mấy đứa con nhà ông hiện tại giờ này con cũng, cô cũng có nói, cũng có biết là ganh đua với cô thiệt. Nhưng có bao giờ cô nhỏ ông 30 mấy tuổi, 2, 3 con giáp như thế, khó khăn như thế, rồi có mâu thuẫn giữa gia đình ông như thế, có bao giờ mình định chia tay với nhau không cô? Cái đó là cô không bao giờ có. Từ cái hồi mà cô đi làm ở trên Bình Dương với ông á, cũng vợ chồng có thích mít nhau nhưng mà cô không. Cô nghĩ vậy thế này nè, là ông không có anh em, không có con cái thì thế, là cô không bao giờ. Cô vị trí biết là nguyện lòng là làm sao ở với ông cho trọn cuộc đời. Ông mù nè con, trên Bình Dương có thấy gì đâu. Cô chở ông với chở thằng nhỏ đi bị xe đụng, thì cô bị cái chân. Rồi cô đưa vô bệnh viện quận 12 đó. Để cô với cũng sẵn vô nói, ông ơi ông, chờ ông đi khám mắt đi. Nếu mà mổ mắt được thì tôi ráng tôi mổ mắt cho ông. Sáng thì tôi được nhờ, còn nếu có lỡ đuôi đó thì tôi làm cho ông đôi mắt suốt cuộc đời luôn. Không bao giờ tôi để cho ông đi, tôi khẳng định vậy mà. 10 mấy năm rồi, mắt mờ lại rồi. Ông còn nói sao ra? Mới mổ được con thôi, mai là ông mở mắt ra ông ơi. Bà ơi mắt tôi sáng rồi, chứ rồi không có tiền nữa. Lúc đó có 10 triệu không có tiền nữa, cô phụ chồng làm sao được ông. Cô nói ông mượn tiền đi rồi ông mổ con mắt nữa đi, rồi tôi làm tôi ráng tôi trả nợ. Mượn người ta thì trả nợ trả công, đến khi cô cũng phải bán nhà cô mới trả được. Bán nhà luôn? Cũng phải bán nhà lần. Mổ mắt cho ông? Lại mổ mắt cho ông lần nữa đó. Rồi mắt ông sáng lên. Dạ. Yeah. Một người phụ nữ chịu đựng đó, biết chắc sinh quá khó, biết chắc là khổ, biết chắc rằng mọi thứ nó không tốt thuận lợi với mình nhưng vẫn chấp nhận. Vẫn chấp nhận. Mở mắt rồi tôi mới ra Hà Nội, anh em tôi mừng lắm. Thế là cô nói vậy nè, thôi ông ơi ông, làm gì làm, cuộc sống không ai cho ai cái gì, chỉ bính bản thân mình cho mình thôi, thì mình ráng đi cố gắng đi. Cơ con biết không, cô lúc đó là chồng già lại còn mù, con còn nhỏ, cơm không có, gạo không, cái gì cũng không. Mà đến giờ này cô vui rồi. Thứ nhất là cô có cái hạnh phúc là chồng, con được ăn được học đến nơi, chồng có chồng bên cạnh, đấy là cô là có hạnh phúc nhất. Nể phục cô thật á. Thật ra là con không thể nào con hình dung ra được cái cuộc sống của cô, cũng như là cái nghị lực để mà cô vượt qua cái giai đoạn đó. Đúng như cô nói đó, là chồng thì già mà không phải là già bình thường, 80 tuổi là mới có thêm một bạn út. Thì con hỏi chú, 80 tuổi là sức khỏe nó cũng đã rất là xuống cấp rồi. Thưa quý vị, ứng dụng Netlove sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 12 năm 2020. Hãy đón xem chương trình Tình Trăm Năm cũng như là những chương trình về tình yêu, về gia đình sẽ được phát sóng trên ứng dụng Netlove. Mà mắt thì lại không thấy đường, mà cô thì lại một đàn con. Làm sao mà cô có đủ cái nghị lực và đủ cái niềm tin để cô có thể vượt qua được cái giai đoạn đó? Đi bán về, tôi nằm ngủ, bà cũng hỏi, chúng nó cho ăn cơm chưa? Thế đến bây giờ này. Lương tâm của cô chỉ đánh một cái lương tâm thứ nhất, sống vì chồng, vì con, thế thôi, không có nghĩ mình. Có cái giai đoạn nào mà nó cùng cực đến mức mà cô muốn buông xuôi hết tất cả, bỏ đi không cô? Không. Hiện tại cô có nói có năm Tết, không biết năm Tết của năm 2002 sao, không có một hộp gạo, không có một hộp miếng thịt, không có con cá, không có một đồng tiền trong người luôn. Nói với ông nói sao? Ông ơi, giờ Tết nay mình không có gì ông, trời sao ông? Ông nói thôi mà kệ nó đi bà, để tôi về dưới đây tôi đi mượn. Mày có bà hàng xóm bảo không? Thôi tao cho mượn 10 ngàn, rồi ông cho mượn 10 ngàn, cho ông đi xe bích, ông xuống ông đi mua thiếu. Mua thiếu nói thiệt. Mấy cái năm đó là cô ở trên Bình Dương, 5 giờ chiều là cô đi vô trong lô cao su đó. Như người ta là đi ăn cắp mũ đó, nói thiệt là đi ăn cắp mũ. Đến 5 giờ sáng về, được 5 đồng, 3 đồng chạy xuống đi bán mua về cho chồng, cho con ăn. Sao mà cô không có chùn bước ạ? Cô không bao giờ nghĩ bù bỏ ấm, không có. Bây giờ là cuộc sống của mình, kinh tế của mình là đã ổn định rồi đúng không cô? Hai bữa đi để cái xe gỏi là đủ rồi, xách cái xe ra là cô có cơm ăn, cô không có sợ. Mà bán gì? Bán gỏi khô bò đó.
Tức là bán gói khô bò mà nuôi con học đại học. Dạ đó, đúng hả? Rồi. Cái xe đó mà nuôi con đại học, nuôi con lên 12 giờ này đó. Bây giờ một người đang học đại học, một người đang học lớp 12. Không, một người đại học thì chờ cái con đứa con gái á. Cái con ăn con nói vậy này, mẹ ơi, con không đi học đại học nữa. Cho con đi học nghề. Mẹ chiều ý con, mẹ nguyện vọng của con là phải làm sao học hết 12 cho mẹ. Chờ cô lại đang nuôi cái thằng 12 nữa. Cái cô nói rồi thôi chờ, các con ráng đi. Bố đó chờ hiện tại là năm nay là bố mẹ không cho bố đi làm nữa. Chỉ mình mẹ với lại đứa con dâu mới về ở là nói đây anh chị em mình cười hai đứa con gái đó anh ở với nhau vậy thì cô nói rồi thôi nếu mà các con không có nó thì là các con làm tình bạn trăm năm cũng được đi thì hai đứa thấy cũng thương yêu lắm thì cô thấy cái con nó cũng được lắm con nó mới mẹ ơi mẹ cho ba nghỉ đi cho con đi bán với mẹ chứ còn để ba già quá rồi đi ra khổ lắm nó cũng có cái tình thương hay sao có nắng thì đỡ chứ mưa khổ lắm. Cô giỏi quá nha. Mình già rồi, mình qua đời có mang được đứa nào mà ông là ông có nói vậy này. Bà ơi, tôi ở nhà mà tôi nghĩ tới bà đến đâu tôi thương bà lắm. Tôi nghĩ luôn đi bà, buộc tôi ông ơi, tôi nghĩ không được. Mắt tôi đang sáng, tay chân tôi đang khỏe, tôi đang làm được. Còn ông là không làm được, ông nghỉ nhà giùm tôi đi. Trở về bố mẹ nó lo còn mình còn bán thì mình lo đỡ cho chúng nó một phần nào. Thì ăn uống đâu có bao nhiêu. Chờ nấu cơm với mì ăn được rồi. Trong những cái ngày mà cô chú đèo nhau đi bán gỏi khô bò như vậy á, con xin lỗi là vợ con cũng không biết con kêu ông bà hay kêu cô chú đây nữa, con hơi khó. Cũng được quá. Dạ, tại vì con thấy sức khỏe của ông á, thì cũng rất là không có được tốt. Không biết là nó có cái sự cố gì xảy ra trong cái quá trình mà mình đi bán như vậy hay không. Nó mà có nhiều lần, khoảng 5 đến 7 lần ông bị xe đục. Ồ, nó mà phước nhà mình là cũng không sao. Té là cũng đau phần mềm thôi. Chỗ đi là thương, không gãy xương nhất là bây giờ thì yếu lắm rồi. Giờ tự nhiên nó đau chỗ này rồi, nó chuyển qua chỗ kia. Ông thấy bà đẹp không? Bà trời này cũng chưa có lấy gì là đẹp đối với tôi đâu. Trời ơi. Không có đẹp hả? Hả? Không đẹp sao thương? Không đẹp sao không thương? Chết vợ thì phải lấy vợ mà nuôi con thì lấy cái thứ tốt mà để mà nuôi thân. Nuôi con thôi, chứ còn thì mà đẹp mà xa hoa như các người khác đi chơi chỗ này chỗ kia thì không ông có đẹp. Kiểu là ông phơ không cần là không người phấn son nơi đẹp. Không như bà đẹp đó. Không mà không. Đẹp đó, đẹp từ tâm hồn đến nghị lực đó. Không có. Bây giờ không. Nhà cửa, cái gì cũng bà ấy làm cả. Cái con người. Thôi để nói cho, đừng nói nhiều từ từ. Vậy thì có bao giờ bà bị nghe một cái điều tiếng nào đó không hay về mình hay không? Có chứ. Cũng có một lần là bà ngay đi cầu số 7 đó. Thì là có một cái chị nó là có nói vậy thế này nè. Bà nó trẻ mà đi mướn ông già này đi bán để cho có tiền nữa chứ. Trời ơi. Một. Rồi là cô lại biết nín chú lúc đó thôi đó đi ra là cô khóc. Rồi đến người ta nói bộ chắc là ông có nhà lầu xe hơi có tiền có bạc cái nhà cửa đi khác rồi. Lấy ông để coi đi khác thôi. Cô cũng khóc. Rồi ông trả lại một cái câu. Thôi bà ơi, người ta nói thì mặc kệ người ta. Miễn tôi biết bà biết tôi là được. Không cần, đó, cái lòng động viên của ông là vậy. Đến giờ này người ta nhìn lại người ta còn thấy xấu hổ luôn. Ông ơi. Ông nghe không? Nghe ông. Không? Tôi bây giờ thì tai nó không có được tính như mọi bây lần nữa. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông thương bà không? Không thương làm sao ở đến giờ này. Ông có thấy bà hy sinh cho ông nhiều không? Không biết. Tôi già mà bằng tuổi cha của bà này rồi tôi phải biết nhiều chứ. Tôi biết chứ. Tôi biết đủ miếng ăn, miếng uống hoặc là đi bán, đi lúc nào về hay là về bà ấy cũng vẫn nhắc nhở ông đã ăn cơm chưa. Ngày nào cũng như người đó, dưới bây giờ cũng thế thôi. Dạ. Chưa đấy, bà này mà ăn uống ở ngoài đường một cái gì hết cả, ăn sáng ăn bữa cũng về nhà ăn mấy chục năm cũng thế, không có chuyện ăn cơm nguội. Bà trẻ quá so với ông như vậy thì ông có sợ mất bà không? Không. Tự tin quá trời quá đất luôn á. Không, bây giờ lại nói về cái chuyện ông nào hay anh nào là muốn yêu bà này mà bà ấy thì để cho bà ấy quyền bà ấy đi. Mình già rồi mình cũng chết, có đem được đi đâu. Không sợ mất bà hả?
Nếu mà sợ mất bà, đâu có cho bà đi mình. Tôi đấy người ta còn bằng trăm lần mình biết mình là cái gì. Dạ. Đâu kệ. Cô ơi, nhưng mà bây giờ cô chăm một người lớn tuổi như vậy nè, thì cái nết ăn, nết ở, rồi tắm rửa đồ này nọ là cô chăm cực không? Cơm á, thì cô theo biết ý của ông là cô cho ăn hay cái gì là cô lo được. Là còn về cái việc mà tắm rửa là ông đang tự tắm rửa chứ cô chưa phải làm cái đó. Lo hết được. Có bao giờ ông la bà không? Hả? Có bao giờ ông la bà không? Cưng muốn chết la cái gì? Đừng lớn tuổi nha. Đánh giờ la giờ là người võ phu. Không làm những cái việc đó. Bây giờ tôi từ người lớn tuổi hơn tôi cũng phải nể tôi. Sát đất đi không phải. Nói chuyện. Còn nể ông lắm á dạ. 73 là sinh một người con. 79-80 thêm một người con nữa. Ông là quá là tuyệt vời. Không phải giống tốt mới được. Chứ giống xấu không có được đâu. Bây giờ chạm vô chân giường cũng có bầu nữa. Chơi đi về thôi. Ông chạm vô chân giường luôn hả? Chạm vô chân giường của con ơi. Bây giờ mà đi ngang đá vô chân giường gái là có không nè. Anh cũng nhiều tuổi cũng cao rồi. Anh thấy người nào cao tuổi lớn chuyện mà nói chuyện như đôi được không? Quá vui. Cái vui nó sẽ lở phổi ra. Nó không có bệnh hoạn. Còn cứ ngầm. Trời ơi, chuyện này không nói chuyện kia nói hoài vậy. Bây giờ biết đâu có cô nào đi kế bên ông có đồng ý nữa không? Được. Trời ơi, được luôn rồi. Được không? Mà người ta nói cha già đây là mất dịch, nhưng mà không phải đâu. Ngồi nói chuyện với ông suốt năm suốt ngày trông hết chuyện. Thôi bây giờ nè, con xin phép được mời ông bà và cả chú Huyền Linh, chúng ta hãy hướng lên màn hình để xem chương trình đã ghi lại những cái khoảnh khắc nào của ông bà nha. Gặp ông á thì rất cực khổ quá, chứ không có sướng gì một tay. Cô là che hết mặt trời luôn á. Nhưng mà đến giờ này á, thì là cô với ông là từ hồi là cô ở Bình Dương về, thì cô với gặp ông thì ông có cái nghề này, chứ điểm là ông không có cho bà đi bán. Rồi ông thấy bà cực, sợ là bà không làm nổi. Thì đâu thôi mặc kệ làm được mà buôn bán là tôi thích. Ông cứ chỉ cho tôi. Từ đó là ông chỉ cho từ ly từ tí, ông kiếm từ cái miếng này miếng kia ông đóng. Không có tiền mua xe đâu các con. Rồi ông cũng đi kiếm từ từ rồi ông đóng lại cho bà đi làm. Mà công nhận cái nghề của ông là ông thực tâm, ông chỉ cần tiền hết. Cho nên là bà mới thích đó. Cái nghề của tôi á, bây giờ là bây giờ làm được 60% đến 70%. Còn chế độ quý đó, rồi từ trước đó, tôi làm 100%. Nào là từ đây nè, nào là lá mía nè, ngon lắm chứ không phải như vậy. Đối như đây là không làm cái gì đâu. Tôi sống gần hai đời người của chúng nói rồi mà. Bây giờ chúng nó chết hết rồi mới làm. Làm thế còn tôi. Còn tôi mới còn một đôi ba người nữa là nhiều. Là những người ăn ở ác đức đó. Thì còn sống đó. Chứ không có phải tốt lành gì đâu. Mà không biết làm sao cho ông là chồng mình. Và ông là già. Cô năm nhỏ mình thì gánh vác xong rồi. Để cho ông đi cho vui. Hai ông bà đi vui nói chuyện. Đầu năm nay là bà quyết định là bà cho ông nghỉ. Rồi ông có nói vậy này. Bà ông bà ơi, bà cho tôi nghỉ mà bà đi bán là tôi không có bằng lòng. Tôi cứ trong giờ này giờ kia đến đâu tôi biết hết đó. Mà tôi buồn lắm bà. Ở nhà tôi buồn lắm. Thấy bà đi thì tôi tủi thân. Tôi vậy mà tôi không giúp được gì cho bà. Ông cứ tuổi ở một đời không như mình là chồng, mình là cha mà không lo được cho vợ cho con, ông cũng tuổi lắm đó chứ. Nó mà không, sao? Mấy mẹ con đi công chuyện với ông ở nhà, ông đi mua sâu, ông té một cái hố ra đó, hố hố cống. Trời ơi, về mặt mũi xây sờ hết máu me tùm lum trời, không biết làm sao nói từ đó. Tôi đi đâu thì tôi ông đi theo được, ông không đi theo thì ở nhà thấy khổ. Bà chỉ mong muốn làm sao cho ông khỏe. Giờ ở nhà đây, giờ đang nói nè. Ông chỉ có ăn, ngủ,
đi chơi để quay gà vậy thôi. Làm bệnh nặng là được. Bây giờ biết đi đâu? Hay mà ông chứ mà con gà thôi chỉ cho ông ăn ở nhà. Nó mà nói quanh quanh mấy con kêu nói đây các con á, giờ hiện tại cô chỉ mong làm sao là ông khỏe, có một chút điểm tiền để lo cho ông về thì tuổi già sức yếu. Cái còn cô chẳng có nghĩa cái gì cũng là hoang hốn cái gì nữa. Nhưng mà mốt tuổi già sức yếu mới dạy con từ nghèo, mình thì yếu lấy tiền đâu. Nên cô phải làm cái lo cái chuyện đó thôi. Mà nói chung là như ông tuổi già thì vô bệnh viện thì không phải mất tiền thuốc thiệt. Nó mà cái tiền đi, tiền uống, tiền ăn, những khác rồi làm sao. Nên cô ráng cố gắng, cứ cố gắng. Cái gì cũng là không có sao hết. Thế là ông đến 96 tuổi vẫn còn khỏe thế này, vẫn còn nuôi chim, nuôi gà này kia. Đấy, vẫn cười rất là tươi. Đó là cái nể thứ nhất, sức khỏe rất là khỏe. Thứ hai là nể cô, một người phụ nữ chịu đựng, có thể hy sinh. Thậm chí là cô có thể có nhiều cái lựa chọn tốt hơn. Nhưng cô đã chọn ông, cô vẫn yêu thương ông, chăm sóc ông. Cho dù bây giờ mình không phải là người có đầy đủ tất cả mọi điều kiện. Cảm ơn ông bà ngày hôm nay đã... Dạ, tôi lại nói. Dạ, ông khỏe quá. Hôm nay ông có muốn nói gì với bà không? Không. Không. Không phải. Ôm bà cái đi, ôm bà cái đi. Ôm bà đi. Mình bán ở cung đường nào cô? Cô thì bán như 3 giờ cho đến 7 giờ là cô ra Bà Kè. Đâu cái Nhiêu Lộc á, cầu số 9 đến cầu số 1 á. Cô sẽ kêu gọi quý vị khán giả hãy nhớ cái cung đường từ cầu số 9 đến cầu số 1 ở Bờ Kè Nhiêu Lộc. Rồi có thể ghé để ăn những cái dĩa khô bò ủng hộ cho ông bà. Đầu tiên là Vũ Linh với Ngọc Lan sẽ chiều nay xong mình ghé mình ăn đi. Coi làm sao nha. Dạ. Còn đây đây là sản phẩm của Alabio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường để giúp cho ông thật là nhiều sức khỏe. Dạ. Cảm ơn cô nha. Dạ. Rồi, cảm ơn chương trình nha. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình.